Chị Duyên nãy giờ đi đâu vậy Duyên? Chị đi hái nát chưa? Đi ra thăm cái rau chùm bao của chị bị người ta phủ đất nên là chút với chị thì ra chị cắt. Rồi hái cho em mới em ăn cho em dễ ngủ, em mát mẻ em à. Em đi em nói cho thanh giọng. Cảm ơn chị. Hello mọi người, chào tất cả bà con cô bác gần xa. Hôm nay em lại xuất hiện trong kinh Bình Định Dấu Yêu. Đó thấy không? Nói không phải cái kiểu con người mình. Đâm là nói nó nhỏ nhẹ. Em chào bà con cô bác, anh em trong và ngoài nước, tất cả mọi người trên toàn thế giới ha. Khi coi Bình Định Dấu Yêu và Lê Thân Thiện, em thì mặt em nó trơ trơ trò trẻ như này. Này đẹp quá ta, môi đỏ nữa nhá. Đó là đằng này chém gió không à. Cho chị đi uống chút chứ. Nấy lại những gì đã mất. Cháu ra ngoài đó cháu chữa bệnh thì nói chung là bữa nay là tư tưởng và mọi thứ cháu đều ổn hết rồi. Dạ. Thì cháu ra ngoài đó được, thứ nhất là cô cũng cảm ơn, cô luôn luôn chân thành cảm ơn vợ chồng Đạt và cảm ơn mẹ của Đạt rất là nhiều. Vì cảm ơn chị đã sanh ra được một người con tài ba, có lương, có tâm, có tất cả mọi thứ để giúp đỡ cho bà con em và chị. Nói chuyện giờ nó lú lẳng lẳng rồi, thông cảm nha bà con, già bị chửi nhiều quá giờ cái óc cái não em nó bị lú lẳng rồi. Nhiều khi em lú lẳng vậy đứa cả nữa. Vui. Nói ra ngoài đó được mấy ngày chị Duyên? Chị ra đó 7 ngày. Bây giờ Vương ở ngoài đó hả? Em có nhớ chị không? Nhớ mới lên nè. Đâu ngoài đó mình nó không buồn hả? Có chứ, điện thoại hoài à. Mẹ ơi ra với con đã, con nhưng mà chị về nè, chị mang con chó ra. Chị cũng ra ngoài đó luôn hả? Chị ra ngoài đó để cho cháu chữa bệnh. Nhưng mà chỗ này chị vẫn để cho anh Hùng bấm bệnh. Dạ. Chị về chị dọn dẹp rồi thu xếp ba cái mấy nữa, vừa rồi đồ đạc của chị gia trai á chị chưa có bán, thứ nhất, thứ hai nữa là cái vườn rau của chị bữa nay nó ngập đầu hết rồi. Dạ. Anh nữ về họ tranh thủ cắt cho bà con với nữa, không phải là vấn đề đó, nhưng mà cái vấn đề đầu tiên quan trọng nhất là về đem con chó với thu xếp nhà cửa xong rồi cho nó gọn gàng lại rồi để cho anh Hùng vừa rồi anh chữa bệnh cho con chị đó, thì nói là thôi giờ anh vô trong này anh chữa bệnh đi, em sẽ nhận bệnh thêm. Bà con cô bác nào ai bị đau khớp, bị nhức mỏi hoặc là bị tê liệt chân tay á, dạ, thì liên lạc về số điện thoại của em là 0906718937. Dạ. Em sẽ vì anh Hùng anh bấm thì anh không có nghe điện thoại. Em sẽ nhận bệnh rồi về một ngày anh chỉ bấm 5 người thôi. Dạ. Thì nói là anh về đây anh bấm anh làm đi, rồi chủ đất chị cũng xin chủ đất thì người ta đã có cái tâm từ thiện sẵn rồi, thành thử ra người ta ok. Dạ. Thì chị thu vén cho nó gọn nhà cửa sạch sẽ lại rồi để cho anh làm, rồi ngày nào anh mệt thì anh ở lại, còn ngày nào anh khỏe thì anh đi về ngoài. Thì vợ anh cũng không có mà anh đã xong hết rồi thì thành thử ra về ngoài làm gì, anh ở trong này bấm bệnh đi thì chị nói không thì anh ok rồi. Còn chị chỉ ra chỗ ông Vương là chữa bệnh một thời gian rồi cũng về lại ở đây ở hả? Thì, chưa biết, nếu biết đâu có anh nào anh cũng luôn thì ở rồi. Theo tiếng gọi của thì chị em sao em không chúc chị vậy mà em lại cứ để chị. Trời ơi không lẽ cho phơi nắng hoài vậy Bà Định. Bà đang hồi xuân quý vị rồi chết rồi. Ra ngoài đây khí hậu mát mẻ mà đúng không? Đúng rồi ra. Hỏi thử nó có nhả được chút nào không, không? Về đây 3 ngày là bị lại cũng tiếp tục nữa, đi hái rau rồi đi làm công chuyện cho bà con. Hôm qua cắt cho rau đây đem từ đây qua tới quận 8. Tặng cho người ta hả? Tặng chứ đâu á. Ngon vậy sướng vậy ta. Chưa bao giờ bán, chị đã nói rồi nhưng mà tặng mà đem tặng nơi luôn hả? Không phải bà con cô bác. Bà con cô bác ơi nghe thương em nha. Em nói á nè, em cho nè, ví dụ trên tuyến đường của em đi thì hôm qua nè chị chở thuốc qua bên quận 8 đó. Dạ. Thì chị nói nhưng mà ví dụ mình hai bên em cho thôi chứ em không bán, em cần tiền chứ em không vì tiền. Em rất là rõ từ đầu đến giờ. Đúng rồi, em nếu mà em bán em kiếm được đồng nào hay đồng đó, nhưng mà tùy theo cái để em bán, giống như da chai thì em bán. Còn rau cỏ này kia sạch sẽ như vậy, rau ngon. Em muốn bà con ăn chia sẻ với em chứ không phải là em không bán hay là em chảnh chó, em không có. Cái gì em bán được thì em cũng bán, người em đây mà em bán được em cũng bán. Đừng có bán thân nha. Không. Nhưng mà
đi qua đó thì giống như là mình cho nhau một cái điểm nào đi ha, chứ đừng có để em đi xa quá. Em cũng tận tâm lắm nhưng mà điều con gánh nó xa quá thì cũng tội cho em, chứ còn em không có nề hà gì á. Trên một chuyến đường đi thì em sẽ tạo điều kiện em cho rau. Giống như bữa trước á, thằng Vương nó nằm bệnh viện á, ngày nào chị không hái rau cho đưa cho bé gì, bé con của chị đó, chị đâu có ấy đâu. Như chứ mình đi tại vì ngủ không được, nó thiếu thiếu cái gì rồi, cứ 5 giờ là thiếu ơi đàn ông thiếu cái 4:30 là bắt đầu dậy rồi. Thành thử ra nằm mà trăn trở hoài, uống nắng hoài, cái xương nó không có dẻo mà nó lại đâm ra bệnh tật thêm. Thành thử đi ra đồng, ra ruộng này kia, hãy thấy mặt nhìn được cọng cỏ cái nào bắt đầu đi ra hái rau nhút. Xong rồi cái về là hết nắng, hết nó hết cái xương, nó bớt cái xương này nè, chị đi cắt rau giùm bao. Dạ. Ừ. Khu giùm bao của chị bây giờ nó đổ đất nên thấy tội quá, thấy xót ruột gì đâu. Thế là chị định đi ra ngoài đó luôn, khi nào chị đi ra ngoài đó? Chị tính qua tuần. Qua tuần đi hả? Ừ. Mà vừa rồi mấy cái này để ngoài ra luôn hả? Mấy đồ đạc để ngoài ra. Sợ mất không ta? Không, chị khóa lại. Vừa rồi chị đi xe cái chiếc xe đó với này chị khóa lại. Dạ. Nó cũng tới nó mọt mạng đó nhưng mà không mọt mạng được. Xe của chị mà đâu có dắt được mà đi ra khỏi cái chỗ này thì chắc hơi bị lâu á. Thấy không? Đi nó cực lắm mà thử ra không. Kiểu là chắc đi ra mà bắt quay về riêng luôn quá. Em mà quên chị khóc đó. Không, ấy đó làm theo ra rồi mà nói em quay chị luôn. Tưởng đâu rồi. Em nói em quên chị buồn quá à. Nhớ em mà phải về thăm em đây nè. Trời ơi. Và cũng nhớ, và cũng lâu lâu thì không có clip đưa lên kênh Dấu Yêu Bình Định. Em không kêu gọi bà con cô bác, không phải là em kêu gọi mà em không xin bà con cô bác nữa. Anh nữ ra em xin ngưng rồi. Mà cũng nhớ bà con cô bác trong cái ống kính của Bình Định Dấu Yêu về đưa cái mặt mốc lên đây. Hôm nay quý vị thấy em thay đổi không? Đẹp quá trời, nay bắt đầu sửa sạn đẹp rồi đó. Có làm gì đâu mà đẹp. Ủa nghe nói chị học nghề massage hả? Thì ra rồi đó thì mình có thời gian rảnh thì mình làm gì đâu. Thì vô đó thì bóp được cái chỗ nào thì bóp. Vậy thôi. Massage bấm nguyệt hay sao chị? Đúng rồi, bấm nguyệt rồi châm cứu. Rồi ở ngoài đó là điều trị là về đông y. Thuốc ta là ở đó nè, ông chủ cháu đó nó trồng ở trên núi đó, nó mua cái núi đó rồi nó trồng ở trên đó, và tới mùa là thu hoạch và không có phân bón, không có chăm để cái dạng mà giống như là để đạt tiêu chuẩn để thu hoạch đâu này kia, không có, để nó lên một cách tự nhiên vậy đó, xong rồi tới mùa thu hoạch. Hồi xưa thì Vương nó có học bên trường tiếng Anh không mà sao thấy nó nói tiếng Anh cũng liêu lót đó. Không, nó nói chưa có chuẩn. Vì... Nhưng mà nó nghe được. Đúng rồi, nó nghe thì nó nghe được. Nhưng mà có nghĩa rằng bây giờ cháu nói là cháu vẫn còn ngậm ừ. Nó có học phổ thông á, rồi nó nói chuyện với ba nó từ nhỏ mà. Yeah. Mình cũng giống như mình nói tiếng Việt cái nè. Mà con cái tiếng Việt mình cũng còn phải đi học. Bà con cô bác thương đừng có chửi nó tội nghiệp nó nha, nó chẳng biết gì đâu. Chửi nó là người mẹ nó đau lòng chút rồi, tại vì nó bệnh hoạn hình thử ra để thương thương mẹ con em cho chót. Nhưng mà giờ em không phải là em không sợ, có nghĩa em cái ý nghĩ của em nó như vậy nè, em không muốn bà con cô bác ai mà khi mà xem cái clip mà thốt ra những cái lời nó nặng nề quá, đâm ra nó mất hay rồi cái khẩu nghiệp ra rồi mọi người gánh chứ em không gánh. Dạ. Vì em không phải là em thắt đố này kia em không có, nhưng mà em nghĩ rằng thôi mình bây giờ mình trao nhau tình thương đi, thấy không? Nó thằng cháu Đạt đây nó mới sinh năm sau 92 mà người ta từ tâm từ thiện vậy đó, giờ em cũng vậy đó. Em lớn em già, cái đầu em già như hả sọ dừa vậy mà, chứ giờ mà em cũng ngu cũng dốt, nhiều khi em cũng không bằng cái đứa con nít nữa. Không, mới sanh mới đẻ đây mà nó đã làm được những cái phước đức để cứu người cứu đời rồi. Dạ. Mà người ta phải có cái tâm thực sự nó mới làm được em ơi, chứ cũng ấy thì chị luôn luôn chân thành cúi đầu cảm ơn bà con mạnh thường quân trong và nữ kinh của Bình Định Dấu Yêu và Lê Thân Thiện, luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ những cái gì là chị cũng mong muốn là Vương ra ngoài đó thay đổi không khí, là vì cháu Đạt nó còn trẻ thì nó cũng dìu dắt Vương, rồi nó cũng
san sẻ với Vương rồi kia thì tất cả mọi thứ thì chị cảm thấy là Vương nó thích nghi hơn. Dạ. Rồi giờ chị đem chó ra cho nó. À, đem bằng cách nào chị? Chị đang đi ngoại giao, tư tưởng với mấy ông tài xế. Gửi xe hay là gửi tàu hỏa? Không, đi xe chứ. Chị đi xe đò hả? Ừ. Đi xe đò mất 2 ngày đó. Kệ nó. Đi vậy mất 1 tiếng rưỡi à? Chứ ai chở chó cho em? Em không cà kê dê ngỗng sao ai chở cho? Chở chó thì người ta chở tới xe chừng đó mình xuống mình lấy. Thôi mất công nó bỏ đói chó mình sao? Thôi. Là chị đem ra mấy con, 2 con hả? 1. À, có 1 con. Con bụi vậy, con kia nó cục giòn. Cục giòn. Nó đi đâu? Cục giòn. Bụi. Ủa nó đi đâu rồi ta? Mới đây đây rồi. Đi đây đi vậy gì nó lại đi. Bụi. Mới mình mới về mở cửa nó mới đi á. Bụi bụi. Nó đi với trai rồi. Nó đi với gái. Đi với gái rồi. Nó mê gái. Mày không về mẹ đem đi bác sĩ nữa này. Vừa rồi đi đem ra chú. Sáng hả? Thì sáng nó hung dữ không ta? Không. Không hả? Nó hiện mà không, từ bữa giờ đến giờ nó sợ, nó nằm ở trong nhà mà. Nè bữa nay tại vì hả mới mở cửa chắc đi đái đi gì ở đâu rồi. Thì thôi thì nó vừa rồi nó đi 3 ngày đó. Ai? Người ta thằng chó, Vương á hả? Vương đi 3 ngày đó có người trả nó 2 triệu bạc con chó đó mà nó đâu bán đâu. Nó nghiện xì ke mà sao nó không bán, nó lấy tiền nó chơi xì ke vậy ta? Nó nằm trên cái đá, nặng chó nằm đó. Mà trời ơi, tới chừng chị đi tìm được á, hai đứa cà lơ phất phơ gì nè, giống như là cái nội thiệt cá muốn quánh dễ sợ luôn á. Mà thấy con mình đi ăn không có. Nó nghe này, nếu mà nó 21 tuổi rồi, nếu mà cái não của nó, cái thần kinh của nó ổn á, thì nó không bao giờ nó đi, nó chú ơi chú, cô hay là ông bà cho con 2.000 con đi xe buýt. Không bao giờ ha. Cho nên là bà con cô bác ấy nhìn như vậy và chia sẻ với em. Em chia sẻ cũng được mà chửi cũng được. Em cũng cảm ơn. Và em luôn luôn cầu chúc mọi sự bình an đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới này, chứ không phải là riêng gì cho em hay là cho những cái người giúp đỡ em, không có. Chửi em hoặc nào giúp đỡ em thì em cũng luôn luôn cầu xin mọi người được bình an. Và trong cuộc sống này á, là đừng có bệnh đau ốm bệnh tật thôi, chứ đau ốm bệnh tật á là tiền tỷ cũng không chịu nổi. Thế chị có ghét những người chửi chị không? Không. Con cái nào mình không có tình thương hay nào mình không thiện cảm, nhưng mà thôi kệ, ta chửi ở đâu, ta nhắn trong máy chứ có đâu, sợ nặng máy em thôi. Chứ còn đối với chị, mình đọc thì mình cũng đau lòng vì mình là con người mà, đâu phải con thú đâu mà, đúng không? Mà con người mà khi đọc những cái câu đó mà không biết đau, không có là có mất cảm giác rồi. Mọi người đọc thì cũng nghi cũng buồn, nhưng mà thôi cũng tự an ủi thôi kệ đi, chứ giờ người vì số mình khổ quá thì mình nằm phiền đến bà con mạnh thường quân, thì người ta ngồi người ta chửi được, người ta cứ chửi kệ nó. Có chị đã nói lúc trước rồi. Dạ. Có tiền xài, có cơm ăn, cứ việc ngồi chửi mà cảm thấy chửi mà sướng cái miệng mình, chửi mà đêm đó ngủ ngon thì cứ lên chửi. Ừ. Cũng có những cái nhân vật khổ sở như em á, đưa cái mặt vô ống kính á mình chửi nha. Chứ giờ em chẳng biết nói gì hơn, thì nó nói là kêu con mẹ này nó sân si. Đã nói là cái giọng nói em cũng ráng làm sao mà ông trời hả, cầu xin sao trời cho con trúng tờ vé số, con đi vô bác sĩ thẩm mỹ cho em thẩm mỹ cái giọng nói của em. Giọng nói hay mà, cá tính mà độc lạ. Nhưng mà người ta nói là nghe cái giọng bà này nè hả, thấy con mẹ này hả, nghe cái giọng là thấy sân si rồi. Em không sân si vì cái giọng. Em đã nói cồ không cồ, đực không đực, mái không mái, dở dở ơn ương này chị tội ta ghét, nhưng mà thôi không sao hết, vì cái giọng của em nó đã như vậy rồi. Hồi xưa chị bị amidan, chị cắt rồi sau cái tự nhiên cái giọng của chị nó thành đang vậy luôn á. Em còn bị amidan mà em không cắt. Thôi đừng cắt. Nhưng từ lạnh uống đá rồi nó mệt. Nhưng mà đừng có cắt. Cắt cái giọng nói của mình đó. Cắt xong cái hối hận á. Nhưng mà nhiều khi nó mệt quá, bệnh quá phải cắt đó. Trừ dừng nào ấy lắm á, chứ hồi xưa tự nhiên không công mà chị bị viêm. Có thuốc gì uống hết amidam không ta? Có, chị bị viêm họng hạc á. Em đi em khám. Bị viêm họng hạc. Ồ sao giống chị. Trời ơi, viêm son nữa. Chị bị viêm họng hạc rồi viêm son sàng nè. Em bị viêm son sàng, viêm họng hạc đó. Lâu rồi, từ năm lớp 6 tới giờ á. Dữ vậy đó. Nhức đầu lắm. Xong rồi đau đầu không? Xong đau rồi bên cái son rồi nè, nhức sau gáy nè, nhức lắm. Xong rồi cái rồi
rồi cái nó đau nó cứ hành sốt mít dở dở ương ương á, cái mấy thời lúc còn trẻ chị uống nước đá nhiều á, xong rồi cái chị mới thôi đi cắt cha nó cho rồi cái cha nó tính tiếp. Ai ngờ đâu cắt xong giờ hối hận, chứ hồi xưa giận cũng ấm áp đó mà thôi kệ nó, giờ phải chịu chứ sao giờ. Nói vậy thôi chứ hồi xưa gặp tao sao dịu dàng nết na hay là như vậy? Không, cũng ao ao hả? À vậy hả? Trời đất ơi. Ông tay nghe cái ông chồng kia sao về đi đám đuối không biết nữa. Trời ơi, chị gặp ổng lần đầu tiên á, cái chị ngồi ở trong quầy á, cái ông vô ông đăng ký phòng, xong nói tao đói bụng quá. Em nói vậy thì mày kêu nhân dạy ổng nói tiếng Việt á, mày kêu vô mày kêu nhân viên á làm cho mày á là đĩa, mày muốn ăn cái gì? Nó nói tao muốn ăn mì xào hải sản. Thì chị mới dạy ổng tiếng Việt nè, vô nói là em ơi cho anh đĩa mì xào lơ. Ổng có biết đất chó gì đâu, ông vô ông kêu trời đất ơi, là mấy đứa nhân viên nó bỏ nó chạy tá quả ông Vinh. Rồi bà quỷ này mà ở trên quầy rồi chứ không có đâu hết á, không có ai mà thoát khỏi. Sợ chị luôn á. Kệ đó, tụi Tây nó mới học tiếng Việt mà. Hỏi chị dạy hỏi khỏe không á, thì hỏi là mày từ đâu đến, cứ vậy mà ông đến chừng ông vô này ông. Ổng vô trong Sài Gòn, ổng tập được tiếng Việt, ổng nhớ được hết từ, ổng đi ổng nói chuyện người ta cười, người ta ôm bụng người ta cười. Ừ. Con người mà nó cũng. Nhưng mà hồi đó sao chị biết tiếng Anh mà ổng nói chuyện chị hiểu? Chị đi học. À, vậy hả? Ừ. Chị đi học rồi. Chị vô đây chị vô năm 89, chị mất chiếc xe đạp, lúc đó là đi Tết xong rồi mượn chiếc xe của bạn á. Nó có 60.000 thôi, mà 60.000 hồi đó là nó 5 phân vàng rồi. Hồi đó có 100 mấy một chỉ vàng mà. Dạ. Năm 89 á. Hồi đó mới đệ đó. Ủa gì đó hả? Cái xong rồi cái đem mất cái chiếc xe đạp. Cái về bị ba chị ổng la quá cái mấy nữa nè. Thấy xui xẻo rồi tùm lum hết. Rồi cái trốn đi Sài Gòn. Hồi đó nút cái xe quân đội màu vàng vàng á, em biết không? Dạ. Xe quân đội màu vàng vàng á, nữa anh em chị đi cầm theo chứng minh nhân dân, tại vì nhà chị cũng ở ngay mặt đường á, sát quốc lộ 1A luôn. Xong cái tối mọi người ngủ hết, cái 4 giờ sáng chị đi ra, cái đón xe đi. Lúc đó chị để dành đâu cũng được 100 mấy á, ở trong người, cái vô trong này. Đi trong này xong đi xin làm chờ nấu đi vô trong chợ An Đông á. Dạ. Rồi cái đi xin làm ô xin, nhưng mà vô cái ai ngờ đâu là đi nấu cơm cho một cái hãng nhôm ở quận 11. Dạ. Thì chị nhấu dốc năm xong rồi chị đi về xong rồi bắt đầu cái là năm 90 hết ở hết năm 89 xong rồi năm 90 thì chị vô ăn Tết xong cái vô lại ở cái em của bà chủ rủ đi vượt biên rồi tùm lum cái cũng ngựa bà nữa. Rồi đi theo diện con lai rồi tùm lum tá lả mà đi. Yeah. Không được. Cái số nó vậy đi không được rồi thôi vậy. Ở lại dừng chân nằm ăn. Xong mới đi học tiếng Anh. Học tiếng Anh xong cái năm 90 năm 90 năm 96 đó mới xin, mới đi ra Văn Thiết xin làm quản lý khách sạn ngoài đó. Rồi gặp ổng. Rồi năm 99 ổng mới qua. Năm 99 ổng qua cái thì ổng qua tháng 6 năm 99. Rồi ổng mới ông qua đây ổng du lịch. Ổng mới đi làm ở công ty, ổng là làm ở trong công ty bảo hiểm. Cái ổng làm ở bên Úc á, ổng làm đâu được 5 2 năm ổng để dành tiền ổng mới qua Việt Nam. Thì ổng nói là ổng qua đây ổng đi vòng vòng, ổng rủ chị đi Huế đi này kia, nhưng mà chị nói không, tao mắc nạp tao đi không được. Cái ổng nói ổng thì mình mới chia tay. Thì nghĩ là chắc ổng thôi, ổng đi về nước rồi. Ai ngờ đâu thứ bảy tuần sau cái thấy ổng lọ mọ, ổng mò đầu ra nữa.